anh thấy em đẹp đó, anh mới lại đây chứ em thấy không? Không biết bao nhiêu cô gái đứng. Người ta đồn không sai, nơi này phức tạp thiệt. Đặc biệt ở đây còn có một căn nhà tên là Ảo Ảnh. Nơi đó là của Hải Đảo, Trùm Bảo Kê, kể cả Bảy Lửa lẫn Tiên Sói đều muốn hợp tác làm ăn. Sở dĩ có biệt danh Ảo Ảnh bởi vì nó vô hình với người ngoài, với chính quyền. Chỉ người nào thật sự có nhu cầu mới được vô và hưởng lạc. Mật khẩu chính là... Kiếm ai vậy? Hải Đảo. Chết rồi. Không thể nào. Cái bộ dạng này, con hồ ly tinh nó kéo anh Đảo lên giường rồi ra tay sát hại. Nói bậy, tôi chưa có ngủ với người đàn ông nào hết đó nha. Thiệt hả? Thề. Chưa hả? Kiểm tra nó đi. Con nhỏ này ngọt nước thiệt nha, đã thiệt. Tụi bay dẫn nó đi. Đi mày. Nè. Đi. Ê. Ê. Đừng có để nó lại. Đâu vậy? Đi mày. Nè. Đi. Mày làm gì vậy? Thả ra. Đi. Quen với mày. Không tự hả? Chống tự sao được. Em. Thả tôi ra. Để anh kiểm tra cho em nha. Thả tôi ra. Trả. Ngon quá. Trời ơi. Trời ơi. Chạy nhanh tụi bay. Cảm ơn. Muốn đòi trả công hả? Cho tôi thôi cô. Tôi muốn đi cùng cô tìm đủ 7 lá bài. Sau đó... Dừng kho báu cho thiên sói hả? Kho báu sẽ là của cô. Nhưng riêng cô sẽ là của tôi. Trời. Hay. Thiệt tình rất là có duyên.
Tôi thật lòng đó. Hài hước ghê vậy đó. Nè, ê, đi diễn đi, hốt bạc đó. Khôn dữ vậy ông thần. Kho báu là của tôi, vậy mà ông lại muốn có tôi. Trời đất ơi, một mũi tên bắn đúng hai đích hả? Không phải. À, tôi quên, không phải hai mà là ba cái đích. Đầu tiên anh dụ dỗ Liên Nhi, sau đó lôi kéo cô ta bỏ nhà đi bụi, rồi dâng cho Tư Tây. Kế đó quay qua tán tỉnh tôi, chiếm kho báu của Bảy Lửa hả? Cô nói linh tinh gì vậy? Không ngờ anh cũng thủ đoạn đến như vậy á. Muốn lật Thiên Sói hay muốn thành Bảy Lửa đệ nhị? Bộ không sợ chết cháy hả? Đồ khùng. Tôi không cần gì hết, chỉ cần cô thôi. Nhớ ảnh hả? Đừng cố cất nỗi đau trong lòng, mệt mỏi lắm. Tội nghiệp. Bị một gã sát thủ máu lạnh tỏ tình thì thật là tội nghiệp phải không cô? Cô không bất ngờ sao? Rõ ràng con và cô đều nghĩ là hắn yêu Liên Nhi. Cô xin lỗi, cô đã biết chuyện này từ mấy bữa trước mà cô chưa có kể cho con nghe. À, thì ra là vậy. Nghĩ lại, cô thấy mình chỉ là một người mẹ tồi, đã không bảo vệ được đàn con của mình, lại để chúng thương nhau mà cũng không biết nữa. Cô nói gì kỳ vậy? Gà cùng một mẹ thì phải thương nhau chứ. Nhưng cô không muốn Liên Nhi yêu thằng Đen. Cô không bao giờ muốn như vậy. Vì hắn là một gã sát thủ máu lạnh hả? Ừ, chỉ là một phần. Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng mà trăm vạn lần không thể là nó. Con biết rồi. Con biết gì? Cô đã nói dối. Nói dối? Nói dối sao? Cô không thật sự coi bọn họ là con, mặc dù hoàn cảnh của bọn họ thật là đáng thương. Con sói khốn kiếp đó lại nhanh tay hơn mình. Trong vòng một buổi sáng, nó giành quyền kiểm soát hết ba địa bàn quan trọng: chợ Ba Lầu, Ba Spirit và hệ thống bảo kê phía bắc thành phố. Chuyện quá đổi bình thường. Trong vòng một tuần, người của hắn đã hạ một cặp thứ dữ là Hải Đảo và Quỳnh Tinh, nên còn để nào dám chống lại nữa đâu. Tao lại nghi ngờ nữa, con nhỏ My đó không thể nào là sát thủ Hoàng Yến. Nó chưa đủ tầm. Vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ tụi cảnh sát cứ cắm đầu đi tìm Hoàng Yến mà không biết chắc đó có phải là nhân vật có thật hay là không. Mày lảm nhảm cái gì vậy? Nghĩa là Thiên Sói đang bị soi. Tụi Mắt Xanh đang canh mẹ hắn, chỉ lộ sơ hở là tóm liền. Nhưng tụi nó không ngờ là tiềm lực của Thiên Sói quá mạnh. Chỉ cần một cái tên như Hoàng Yến thôi, có thể làm khuấy động cả một giới giang hồ. Mày có nói quá lên không vậy? Bây giờ hơn nửa nhóm cộng cán ở trong thành phố sẵn sàng nghe lời của hắn. Còn nửa nhóm còn lại thì run rẩy chờ tới lượt tử thần gọi tên. Mày nói đúng, sau khi anh Bảy chết, ngay cả bọn trẻ manh nha dùng lên cũng... Mày không biết phải đối phó như thế nào đúng không? Bây giờ việc tốt nhất mà tôi có thể làm là tìm cho bằng được kho báu của anh Bảy. Nếu mà có tiền rồi, thì sát thủ cỡ như Hoàng Yến cũng có thể mua chuộc. Làm đi. Còn tao, tao phải làm những gì mà mình cần phải làm.
Tao phải cho nó biết là vùng đất này vẫn còn một thằng để cho nó hoảng sợ. Người đó là tao, là Tư Tây này nè. Làm quá gì giờ này chưa tới nữa. Chào anh. Chào anh. Xin lỗi, đã bắt anh phải đợi lâu. Dọn mấy món anh dặn. Dạ. Sau đó, cấm không cho ai ra vô phòng này. Dạ. Mời anh ngồi. À, mời. Mời anh. Đừng đừng, tôi khoái cái này hơn. Tùy anh. Tôi thấy kinh doanh tốt quá đó chứ. Nè, anh có nhu cầu cần hùn vốn không? Nếu anh muốn. Tôi nghe nói là anh sắp sửa mở nhà hàng thứ năm đúng không? Tính vậy thôi, nhưng xem chừng hơi khó đó. Phải tính toán thật là kỹ, nếu không rất dễ bị sụp đổ, kéo theo cả hệ thống. Anh Long cẩn trọng quá rồi. Với tiềm năng của anh, công ty Đại Phong giống như một cơn gió lớn, quét sạch cả thị trường cũng không phải là chuyện gì khó. Anh Tư thiệt biết nói giỡn. Nói giỡn cho vui thôi chứ thị trường giờ này ngột ngạt quá, cần một cơn gió mới hơn. Tôi sẵn sàng lãnh sứ mệnh đó, nếu như được hậu thuẫn. Ê nè, tụi này đã đốt lửa, để coi gió có dập tắt lửa hay không, hay là khiến cho lửa bùng phát mạnh hơn nữa. Chưa thể biết được. Tôi thích cách nói của anh. Còn tôi thích hợp tác với anh. Vậy hả? Mừng hợp tác. Một liên minh được kết nối để đối phó với sự bành trướng của tập đoàn Quốc Thiên. Em có khỏe không? Đã lâu không gặp em. Em gầy đi quá. Cảm ơn em. Em vẫn còn nhớ hả? Chẳng qua là thói quen thôi. Nhà của em ở đây hả? Nhà chồng em. Anh xin lỗi. Em nói thật, em xin lỗi. Em nghĩ em không nên giấu anh nữa. Từ bao giờ vậy? Hồi đó. Vậy là từ lúc đó là em không muốn thấy anh xuất hiện trong đám cưới của mình. Nếu điều đó thật sự xảy ra, em không thể nào cầm lòng được. Nói đi nói lại, rốt cuộc em cũng đi lấy chồng. Nhà chồng của em rất đẹp, rất sang. Em có hạnh phúc không?
Em thấy như vậy là đủ. Em chắc chứ? Cuộc sống như một trò chơi may rủi, anh cứ coi như em là người thắng cuộc. Anh chúc mừng em. Em tới có anh chết chưa? Coi bộ mấy bữa bóng ma được xếp sói cho nghỉ an dưỡng, dành đất cho Hoàng Yến để thể hiện bản lĩnh. Hoàng Yến hả? Ừ, nữ sát thủ đáng sợ, nhân vật truy nã hàng đầu của sở công an thành phố. Hai lần ra tay đã lấy đi hai mạng người, toàn những kẻ thâm niên ăn cơm giang hồ, quen bẻ gãy xương sống người khác hơn là bị đụng vô. Mà em sợ thiên sói sai cô ta đối phó với anh. Tốt thôi. Đừng có coi thường cô ta. Anh chán sống rồi. Giờ anh muốn gì? Nói. Muốn chết vì tình phải không? Tốt thôi, em sẽ chỉ cho anh con đường chết. Đi. Đi theo em, lẹ lên. Ơ, nè. Chỗ này hả? Vậy là theo suy luận của anh, lời trong bài hát ảo ảnh đã có đường dẫn đến đây. Từ nhà của cô Liên đi ra phố, cứ đi theo ánh trăng, chỗ nào mà phố xá chật hẹp thì không vô, chỉ theo mấy con phố phồn hoa như câu hát. Kìa, phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió. Lần giờ tới đây là tốt lắm rồi, nhưng mà sau đó làm thế nào anh đã biết chưa?
Có vẻ tụi đó đã đi đâu. Phố xa có thể thay đổi, nhưng đài phun nước thì không. Có điều bẫy lửa đâu dễ dàng cất giấu vật gì ở đó mà không bị hư hại. Hả? Nè anh, anh cứ nhìn về hướng đó là sao? Anh nói gì đi. Ba của em chú bẫy lửa đó, cũng có cảm nhận giống như anh lúc này vậy. Bẫy lửa đâu có phải. Ý em là ba em đâu có phải là người đa cảm. Ok, hai gã đàn ông thất tình có suy nghĩ giống nhau. Vậy theo anh, mình phải kiếm cái lá bài ở trong khu vực vòng quanh này đúng không? Những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Giống như một cái nhìn đầy nỗi tiếc chứ như gì đã qua, không bao giờ có thể trở lại được. Buông tôi ra làm chó. Nè, có chết rồi cũng không mang đi được đâu. Tụi mày là đồ hang. Phải nói là quá giỏi mới đúng. Bắt cóc mày á, giữa đám thuộc hạ thúi rửa đó, còn hay hơn là phim hành động của Hollywood nữa. Hay, hãy cùng mẹ mày. Mày hả? Nè, mày không cần phải đọc, ký vô là được rồi. Mày, mày nghĩ tao ngu chắc? Nếu không chịu ký vô hợp đồng dây nợ, tao kêu nó móc họng mày treo lên trên đó đó. Mày hiểu chưa? Anh thấy gì không? Là lá bài cơ. Tụi đó đang nhìn thấy cái gì vậy ta? Lá bài cơ. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ. Một tiếng cái gì nữa ta? Vị trí lá bài đó nó đối diện với đài phun nước này nè. Em nhìn đi, cả hồ nước rộng như vậy đều không có đèn, chỉ có chỗ này là sáng thôi.
không? Anh không ngờ nó nguy hiểm tới vậy. Ghê thiệt. Ác độc. Thật quả là ác độc. Mày lừa. Ông chết quả là không ngoan. Đã thiệt. Rốt cuộc thì thằng khốn đó phải thuần phục. Tư tay nào mà muốn thì phải có bằng được. Sao anh không bắt nó ký vào hợp đồng, chuyển nhượng cái vũ trường đó cho anh, cho đỡ rắc rối không? Ngu. Ngu thiệt tình là ngu, chẳng lẽ lấy cái này đập đầu mày. Em nói sai chỗ nào anh Tư? Sai ở chỗ là mày ngu. Cái vũ trường đang hoạt động ngon trớn, tụi sở thuế đang dòm nó. Bây giờ nó sang tay qua tao á, lập tức tụi nó tới gõ cửa bắt tao đóng thuế liền. Thì bây giờ mình không đóng luôn, nó làm gì được mình? Vậy mới nói là mày ngu đó. Sau lưng tụi nó là luật pháp. Chưa kể mấy thằng cớm, mấy thằng bên kinh tế tới điều tra nè. Không khéo tụi nó truy ra chuyện khuất tất của mình á, là tụi mình ăn đòn hết. Sao em lại có một người cha độc ác tới mức sẵn sàng đặt bẫy giết người lương thiện như vậy? Lỡ như tụi nhỏ tham quan leo xuống thì sao? Không đâu. Vị trí đó dính nước, cho nên bình thường không ai trèo qua đó đâu. Đã biểu là tụi nhỏ tinh nghịch. Lỡ như có đứa nào quậy, đóng vai Tôn Ngộ Không, chui vô thác nước kiếm động Thủy Liêm thì làm thế nào? Ác thì vẫn là ác. Bản tính khó dời mà. Nhưng mà anh vẫn tin đó chỉ là thủ đoạn hù dọa mà thôi. Hù dọa? Mà chúng ta mém chết vì những lưỡi dao đó đó. Nhưng mà quan trọng là ta đã có được lá bài thứ 5. Lá đầm cơ. Bây giờ mày hiểu chưa? Hiểu. Nhìn mặt mày ngu như vậy tôi biết mày chưa hiểu đâu. Nói tóm lại, nó ký hợp đồng vay nợ vốn đầu tư để làm ăn, có dấu đỏ của công ty đàng hoàng. Mai tao kêu luật sư quen á, lại làm thủ tục á, công chứng. Chờ vài bữa rồi mình tới xiết nợ. Nè, cái vụ này á, là đòi nợ chứ không có mua bán gì hết đó. Tiền tao thì tao đòi, không trả được thì thế chấp tài sản. Đúng luật, không thể nào đụng vô được hết. Ô, Tư tay này thông minh quá. Đúng, anh Tư thông minh. Xám à, có con đi theo tụi nó, dì cảm thấy rất yên tâm. Nhưng dì muốn nói trước rằng, nếu như đây chỉ là vở kịch mà ông sói dàn dựng thì tốt nhất con nên dừng lại trước khi bắt đầu. Không phải. Vậy nên dì mới nói là dì nói trước mà. Nếu như con phản bội dì, con sẽ phải ân hận suốt đời đó. Dì nói vậy thôi, chứ dì hiểu tính con mà. Dì biết con đang lao vô một trận chiến đấu không cân sức. Đầm cơ nghĩa là gì ta? Thank you.
Câu chuyện về bảy lá bài là như vậy đó. Có liên quan gì đến tôi? Ông là bạn tôi. Chúng ta chỉ là bạn đại học, có chút thân thiết, nhưng không tới mức có thể hy sinh vì nhau. Vậy sao? Tôi ngửi thấy vụ này có mùi nguy hiểm và mùi tiền. Theo cá tính của cậu, nếu không có lý do, sẽ không lôi tôi vào. Ông đúng là bạn thân của tôi. Chỉ có ông hiểu tôi thôi, dù là tụi mình không đi chung một con đường. Ông cũng không khác gì ngày xưa, vẫn luôn đợi người khác ngỏ thành ý trước. Tôi luôn muốn tránh lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích. Việc này đặc biệt có lợi, rất có lợi, nếu như ông dám mạo hiểm. Em chưa ngủ à? Hắn ta muốn gì? Là tiền. Ông nội của Bảy Lửa là người Bắc. Cha của Bảy Lửa cũng sống với chế độ Pháp thuộc, mãi sau này mới vào Nam rồi lấy vợ sinh con. Bảy Lửa cũng ảnh hưởng cha nên thường gọi tụi công an là sen đập. Chỉ suy luận chung chung như vậy mà cậu lại muốn lọt vào sở cảnh sát để coi à? Đúng vậy. Nếu như ông quen biết Bảy Lửa thì ông sẽ thấy tôi suy nghĩ đúng. Nếu Bảy Lửa chỉ chọn một con đầm bình thường thì tôi sẽ cân nhắc. Con đầm này Bảy Lửa chọn hẳn một con đầm cơ. Con cơ là biểu tượng của trái tim. Ý cậu muốn nói về chân lý và lẽ phải. Có vậy mà ông cũng nghĩ ra được. Cậu muốn tìm nó ở đâu? Phòng truyền thống của công an nhân dân. Đó mới chính là giá trị đích thực. Ok, ngồi đó chờ tôi. Khoan. Chìa khóa vạn năng. Còn nhớ cách dùng không? Một khi đã biết thì chưa bao giờ tôi quên. Xin lỗi, tôi đến gặp anh Thành. Anh đi thẳng vào trong. Cảm ơn anh. Ở trong hả? Chính xác. Ba cái trò tung quả mù này tưởng đánh lừa được em chắc. Không có chuyện đó đâu. Tên thiệt của hắn là Quỳnh Cơ. Hồi đó trong băng lửa thần chia cấp bậc, hắn nhận vị trí thứ ba nên mới lấy tên là Tư Tây. Bảy Lửa vẫn là ông trùm. Ai mượn anh ý kiến? Lúc cần thì không thấy đâu, giờ nhảy chầm hỏm với miệng người ta ngồi. Chỉ được cái bộ tài lanh không à. Tóm lại, Bảy Lửa là lá xì, tức là át chủ bài. Còn Thiên Sói là lá già, Tư Tây là lá đầm. Sao rồi? Tìm được không? Lá bài trắng. Thank you.
lá bài trắng. Tôi vẫn nghi ngờ vụ này. Nói chuyện lá bài trắng, tôi hiểu ông ta muốn ám chỉ gì rồi. Sao vụ này đi với em nha. Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi chỗ này. Ba má sẽ hiểu cho tụi mình mà. Em còn ngây thơ lắm. Anh coi thường em quá. Chẳng phải ba má cố giấu em mà em cũng biết hết. Em thực sự không muốn anh làm những công chuyện như vậy nữa. Phật dạy, gieo nhân nào gặt quả đó. Anh phải biết dừng lại trước khi mọi việc quá muộn. Anh biết rồi. Anh hứa rồi đó nha. Anh hứa thì anh sẽ làm được. Em không tin anh hả? Anh ngây thơ quá. Ba có vụ kinh doanh xuất khẩu quặng sắt, để cho một người không hề có một chút kinh nghiệm như anh xông vào làm hả? Mình phải làm mới có được kinh nghiệm chứ. Quan trọng có quyết tâm là được rồi. Quyết tâm không đủ. Anh còn có cái đầu. Ảo tưởng. Ý em nói là anh ngu đó hả? Nếu như anh không muốn mọi người thương hại anh, thì anh phải biết cách suy nghĩ trước khi làm bất cứ một việc gì. Đừng nghĩ lúc nào cũng có người lo cho anh mỗi khi anh thất bại. Anh không cần ai hết. Cô hay làm nư với thằng nhỏ quá. Nè, coi chừng già néo đứt dây đó nha. Khỏi cần ông phải lo. Nè. À, coi bộ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tốt lắm, mọi chuyện đang rất tốt. Chuyện này ông không giúp tôi là tôi chết chắc. Mày quên lẹ quá vậy Hùng. Tao đã ký hiệp ước hòa bình với thằng em Tư Tây rồi. Nó đang nỗ lực giữ gìn và phát triển sản nghiệp anh Bảy để lại. Phát triển? Muốn phát triển thì đi cướp người ta chắc. Mỗi người có cách làm riêng. Mày thông cảm cho tao. Tao không tiện xen vô. Các người rồi sẽ biết. Những thằng từng chỉ tao vô mặt của tao đều đã chết hết rồi. Tao nể mày vì mày là thằng biết điều, nên tao tha cho mày lần này. Biết điều thì good. Xong chưa? Dạ, xong rồi. Lần này mày để mắt tới thằng Sám cho tao. Ủa, cái thằng đó... Làm đi. Dạ.
Có phải thằng mặt sẹo cặp với Liên Nhi là đen phải không? Anh đen làm theo lệnh của ông chủ, thay đổi hình tượng để tiếp cận Tư Tây. Để làm gì vậy? Con không biết. Nói dối. Không biết thiệt mà. Dì biết. Là sao? Anh Thiên muốn chiếm quyền kiểm soát của công ty Lửa Thần. Chính xác. Chỉ cần biểu đen kề dao vô cổ gã mập, bắt ký tên đóng dấu, rồi quyết định chuyển quyền sở hữu. Nhưng thằng nhỏ đã làm gì đâu? Đã mất công nuôi heo thì phải dỗ cho mập rồi mới thịt chứ. Mày nghe nó, có chết ta cũng kéo theo tụi nó. Anh yên tâm, em sẵn sàng liều chết. Không được. Bây giờ chơi không được. Nói vậy là anh không tin tưởng em hả? Tao hiểu rồi. Thiên sói muốn tao liều chết với thằng mập, sau đó ung dung cướp đi tất cả. Nếu vậy giờ làm sao? Chơi thì vẫn phải chơi. Tao đã nghĩ ra cách lật ngược tình thế. Chỉ cần tận dụng những gì tao có. Em, anh cũng đang tính qua nhà của em đây. Em muốn nói chuyện với anh. Em ngồi xuống đi. Em có uống gì không? À, cho em ly nước chanh. Chờ anh chút nha. Dạ. Em uống đi. Bộ anh không có quyền phục vụ vợ mình sao? Cảm ơn anh. Em về để với anh nha. Anh đưa nhỏ Nhi về cho em đi. Anh cũng không biết nó ở đâu. Nói dối. Anh nên nói chuyện đàng hoàng với chú Tư. Cả hai người, thôi cái chuyện đấu đá vô nghĩa đó đi. Thằng Tư, nó gây chiến trước mặt em. Em có biết là nó đã dùng tính mạng của em ép anh tự sát không? Nhưng mà anh đâu có làm vậy, đúng không? Là nhờ anh biết cách để phòng trước mọi tình huống. Anh vẫn cố chấp quá. Anh phải làm như vậy. Nếu như chú Tư chịu dừng tay thì sao? Cậu đồng ý chứ? Không. Cho chị biết lý do. Nếu em làm vậy á, Thiên Sói sẽ cắt cổ em liền. Anh sẽ không làm vậy. Anh đã hứa với chị rồi. Hắn cũng hứa là sẽ không giết anh Bảy. Rồi sao chị? Tới giờ mà chị vẫn còn tin hắn sao? Bộ chị muốn hắn hại chị chết thì chị mới cam tâm sao? Cậu đang nói về chồng chị. Chị có biết á, anh chạy tới bao nhiêu người phụ nữ ở sau lưng chị không? Anh Bảy vẫn luôn muốn cậu tôn trọng ý kiến của chị. Anh cũng vậy, em phải biết trả thù. Thiên Sói giết anh Bảy thì đã đành, đằng này anh cũng giết luôn cả thằng Quốc. Chị có biết là thằng Quốc coi Thiên Sói như là anh trai không? Cậu nói sao? Quốc chết rồi.
Chị không biết gì hả? Bỏ tay chị luôn. Cô tới đây làm gì? Chắc là tìm em. Mong rằng cô không làm hỏng hết mọi chuyện. Chị à, chị chắc về được chứ? Hay là để em kêu thằng Tài nó... Thôi, không cần đâu. Tội nghiệp anh Bảy. Tôi chưa làm gì cổ hết đâu nha. Không. Khoan. Đúng là tôi có đặt cái máy quay lén để coi em thay đồ. Làm gì dữ dữ vậy? Làm gì dữ vậy? Lần tới mình sẽ dùng cái siêu nhỏ là một cái... Giỡn, tôi nói giỡn thôi à. Chứ ai mà làm vậy? Tôi mà làm như vậy tôi sẽ là... con heo mập. Má không hổ danh là vợ của ông Trùm, đủ khả năng đối phó với gã gian xảo như hắn. Mà nghĩ lại ức chế thiệt. Không biết hắn đã quay lén em bao nhiêu lần rồi. Đúng là đồ bệnh hoạn mà. Nè, bạn gái anh bị làm nhục vậy mà anh cũng im lặng được hả? Còn vài ngày nữa thôi. Anh hứa với em nha. Chuyện gì? Xong chuyện á, phải cho em hỏi thăm sức khỏe chú Tư. Em muốn đi đâu? Đi kiếm chỗ quậy đi. Ý anh hỏi là sau khi việc này kết thúc kìa. Thì mình sẽ tới một nơi nào đó thiệt là lãng mạn. Em sẽ sanh cho anh một cặp song sinh nha. Anh có nhìn thấy cái bảng quảng cáo kia không? Nó tạo thành hình một lá bài và thẳng một đường từ tấm bảng quảng cáo đó tới đài phun nước này. Phải trèo lên cái bệ, lúc phố lên đèn, nhìn về chỗ đó mới thấy được lá bài. Tôi và anh Bảo đã từng xém chết ở đây đó. Mày lỡ yêu gì Liên tới mức độ như vậy à? Gọi là điên tình mới đúng. Có thiệt là anh thương tôi không? Có bằng bảy lửa thương cô Liên không? Tôi sẵn sàng chết vì cô. Tôi không có cần ai phải chết vì tôi hết á. Cũng chẳng có khoái vào cái chuyện chết chóc đó đâu. Cô chỉ cần tiền thôi. Nè, đừng có bất lịch sự như vậy chứ. Tôi sẽ giúp cô đạt được mục đích. Ghi nhận lòng tốt của anh. Nhưng mà cô không muốn lấy tôi. Chưa biết. Nhưng không sao. Anh đồng ý giúp tôi free hả? Tôi sẽ làm cho cô yêu tôi. Ráng thử coi. Nhưng mà coi chừng anh sẽ phải hối hận đó. Tôi không có tử tế giống như cô Liên đâu.
Coi chừng có ngày tôi sẽ phản bội tất cả. Hắn cũng hứa là sẽ không giết anh Bảy. Rồi sao chị? Đằng này hắn cũng giết luôn cả thằng Quốc. Chị có biết thằng Quốc coi Thiên Sói như là anh trai không? Kết quả ADN khẳng định phần xương cốt còn lại là của Bảy Lửa. Chúng ta có thể loại trừ khả năng là hắn còn sống. Nếu vậy chúng ta chỉ còn hai đối tượng là Quốc Thiên và Quỳnh Cơ. Đây là hai kẻ chủ chốt. Độ manh động và xảo quyệt không hề thua kém Bảy Lửa. Chính vì điều đó mà cấp trên yêu cầu chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, chỉ tiến hành bắt khi có đầy đủ bằng chứng. Các đồng chí hiểu rõ chưa? Rõ. Anh thấy đối tượng Long như thế nào? Lý lịch anh ta sạch. Vậy tại sao anh ta xâm nhập vô phòng truyền thống? Hơn nữa, lại còn xài chìa khóa vạn năng của dân chuyên nghiệp. Đó là điều mà tôi đang đau đầu đây. À, có tin về C-17 chưa? C-17 đã xâm nhập sâu vào hệ thống tội phạm. Khi chưa thật cần thiết thì chưa lộ diện. Ngay cả thông tin cũng hạn chế. Bắn tin cho C-17, đẩy nhanh tiến độ thu thập bằng chứng. Thượng tá đã giao nhiệm vụ cho đội 1 chúng ta phá án. Cũng sắp tới thời điểm truy quét rồi. Rõ, tôi sẽ cố gắng. Anh còn tới đây làm gì? Anh vẫn muốn gặp em. Anh về đi, em không muốn gặp anh đâu. Nhưng mà anh... Sao anh ích kỷ vậy? Mình thất bại rồi còn muốn thấy người khác hạnh phúc sao? Anh hiểu rồi. Thank you.
Em khóc à? Dạ đâu có. Anh biết là em đang rất lo lắng. Nhỏ Thanh nó đã mất tích lâu như vậy, anh sợ... Anh đừng nói nữa. Anh hứa với em cái gì thì hãy thực hiện đi. Em ráng chờ anh thêm vài bữa nữa đi. Xin lỗi. Chào anh. Tôi muốn gặp ông Thiên. Anh có hẹn trước không? Không. Ông chủ không có nhà. Chào bà chủ. Ai đây? Đây là khách của ông chủ, nhưng mà không có hẹn trước. Cho người ta vô. Nhưng mà... Ông ở trển, còn mày đặt trốn khách. Dạ. Dạ, mời anh. Em đi có được việc không? Thằng Tư, nó muốn làm quà hả? Nếu như anh không cho người giết thằng Quốc. Thằng đó muốn dùng tính mạng của em để dồn anh vô chỗ chết mà. Đạt được mục đích, giam nó, làm hại luôn cả em. Nên anh không thể để yên được. Xã hội này là thế nào? Cô còn có luật pháp nữa hay không? Thì anh... Các người hãy thôi cái trò giang hồ đau búa đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhất đó hả? Nhưng nó quan trọng đối với tôi. Đồ ngu! Mày có biết tao làm vậy là cũng vì ai không? Tôi biết. Ngay cả mày cũng làm tao thất vọng. Điều này thì tôi và ông giống nhau. Tất cả cũng vì con đàn bà của mình. Mày dám chắc nó là của riêng của mày? Mày cười cái gì? Điểm này thì tôi với ông cũng giống nhau. Chỉ cần người yêu còn ở trong tay mình, tất cả những thứ khác đều là rác rưởi. Vậy là anh còn sống sao? Chuyện gì vậy chị? Em cho chị hỏi vừa nãy, có một nhân viên phục vụ của quán mang cho chị cái khăn này. Người đó là ai vậy? Dạ, em chắc chắn người đó không phải là nhân viên của quán này ạ. Không không, người đó mặc đồng phục của quán thật mà. Dạ, nhưng... Chuyện gì vậy? Dạ, chị khách này có thắc mắc. Thắc mắc gì? Dạ, có một nhân viên của quán đưa cho chị chiếc khăn tay này. Dạ đó. Thưa chị, bữa nay có một nhân viên của quán
kẹt việc, xin nghỉ trong ngày hôm nay. Đồng phục của anh ấy mới được giặt ủi che trong phòng của nhân viên. Vậy à? Cảm ơn hai em. Dạ. Hôm nay á, đi quậy thiệt là đã. Lần sau mình lại chơi tiếp nha. Mà kể ra rời khỏi nơi này cũng tiếc, còn biết bao nhiêu chỗ em cũng muốn đi lắm á. Nói vậy thôi chứ nếu mà vô rừng làm tạc gian với anh em cũng vui nữa. Rồi thôi, mình về nhà đi, em đói bụng quá. Với lại hôm nay chú tôi có làm món cơm chiên cho mình á. Anh. Tụi nó đã có được lá bài thứ 5. Mới về tức thì thôi. Mày cũng vậy đúng không? Tôi còn có lá bài thứ 6 nữa. Không uổng tiền đầu tư. Vậy bao giờ mày mới mời tao tới để khui hàng của anh Bảy? Thật ra anh Bảy thích làm khó người khác. Ông tự bích đường hả? Lá bài thứ 6 là một lá bài trắng. Bài trắng zero. Người đẹp Linh Hương không về cùng với ông hả? Bữa nay tôi có làm món cơm chiên thiệt là ngon, muốn mời cô dùng. Cái thằng này coi bộ là muốn làm phản đây. Mày có biết cây xi lanh trong tay tụi nó chứa bao nhiêu cc máu của tụi tử thần thối rữa không? Anh Liên, cứu em. Con nhỏ này, mày vừa kêu nó là cái gì? Chuyện này hay lắm. Tụi mày muốn cái gì? Tao chưa từng nghĩ mày là thằng ở bên Tư Mập. Chuyện của tao không cần mày xen vào. Thả cô ấy ra, cô ấy không liên can gì tới mày. Mày cứ yên tâm, chắc chắn tao sẽ thả. Em đừng có lo, hắn không bao giờ dám đụng tới em đâu. Em hết sợ rồi. Tốt lắm. Đúng 12 giờ đêm nay, mày lấy cái bản hợp đồng ghi nợ qua cái chỗ mà tụi mày hành hạ tao bữa trước để đổi lấy con nhỏ này. Nhớ là coi chừng thằng đó nha. Bữa nay kỳ vậy ta? Hay là đã có chuyện gì giữa nó và
kêu con nhỏ Hồ Điệp tới nhà tao. Cái này mà xài được với con nhỏ Linh Hương thì sướng biết mấy. Tức cầm không chứ con, ai biểu dám lén vô phòng toàn cặp đồ. À, tới rồi hả? Anh xuống liền. Ráng chỉ cho ngọt nha. Vô phòng anh. Anh sao cho em coi bản lãnh của anh có mức nào? Có khi em phải bo ngược lại cho anh chứ chẳng chơi. Hắn muốn gì? Trời biết. Đến đúng giờ lắm. Thả người. Khoan đã. Giao nó cho tao. Thả người trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chim chích tới rồi kìa. Em muốn quấn cùng anh. Tại sao anh muốn em? Đau không? Đau chứ. Đau thì chạy lẹ đi, tụi nó bắt được còn đau hơn đó. Còn anh thì sao? Anh sẽ cho tụi nó một trận chứ sao. Em muốn con anh quấn. Ngu vừa thôi, ở lại dưới chân. Đi đi, ra bãi cỏ chờ anh. Không. Đánh nó. Nè, chạy đi. Tại sao mà anh tèm lem hết vậy? Anh đánh gục tụi nó hết rồi. Anh có đau lắm không? Không thuộc về thế giới này. Tốt nhất em nên tránh ra càng xa càng tốt. Anh cũng sẽ từ bỏ mà đúng không? Em sẽ đi với anh. Em yêu anh. Mình đi về nha anh. Không ngờ hắn là kẻ trung thành. Tôi cũng không ngờ. Giá như mà tôi tiếp cận được thì nghe được rồi. Đánh lộn mà nghe được gì? Tôi có cảm giác giọng thằng Thịnh khác hẳn lúc bình thường nha. Bộ ông muốn nghe tụi nó nói chuyện thân tình bình thường hả? Không, cô không hiểu ý của tôi đâu. Tôi nghe thằng Thịnh nó gào lên là giọng nam mà. Lâu nay nó nhái giọng Bắc để gạt tôi mà. Tôi nghĩ khác. Cô nghĩ sao hả? Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Thằng này yêu gái nam nên đá giọng hai miền. Hơn nữa lúc nó đánh lộn kiệt sức, ảnh hưởng tới dây thanh quản. Giọng nó khàn đặc mà. Có thể là cô đúng. Vấn đề ở chỗ là ông không tin hắn trung thành tới mức đó. Tôi nghĩ vậy đó. Sai hả?
ông không điều tra kỹ rồi. Thằng Thịnh Thui này vì bảo vệ huynh đệ đắc tội với Trùm Phúc Bạc hét tiếng ở ngoài đó nên mới trôi dạt vào đây. Hắn thuộc loại lậm tư tưởng giang hồ, như kiểu trong phim kiếm hiệp. Chỉ cần đối xử tử tế với hắn, hắn sẽ sẵn sàng bán mạng. Ồ. Em làm gì vậy? Bắt anh phải làm nghĩa vụ. Không được đâu. Em không muốn nghe. Đêm qua anh đã trốn tránh em rồi, bây giờ em bắt anh phải đền. Nè. Mở cửa lẹ lên, có việc gấp, việc gấp. Mở lẹ lên. Vô Duyên, nó làm gì sexy quá ta. Xin lỗi, anh có việc phải đi ra ngoài. Nếu mà bận quá thì để lúc khác ha. Vào phòng anh đi. Việc gì? Tôi lấy hợp đồng trong két của anh. Sau một bảng, tôi lại chữ ký của Hùng Cụt. Lúc tranh tối tranh sáng, hắn sẽ không nhận ra bảng sao đâu. Ông làm tất cả bao nhiêu là việc mà không hề nói với tôi một tiếng sao? Nếu anh biết, anh sẽ không cho tôi làm. Ngược lại, ông không cần phải mạo hiểm như vậy. Nói với tôi một tiếng thôi, tôi đưa cái bản hợp đồng thiệt để đổi lấy cô ta. Anh nói thật chứ? Thằng Tư Tây này buôn gian bán lận, nhưng chưa bao giờ phản bội bạn bè hết. Ông cứ yên tâm đi, tụi nó nợ ông bao nhiêu, tôi sẽ tính cả lời lẫn lãi luôn. Giờ tính sao đây anh? Ít nhất thì mình cũng vô hiệu hóa được một thằng sát thủ. Không ngờ nó lại là thằng đen. Hèn chi thiên sói muốn gì được đó. Một thằng sát thủ hạng ba
cũng đáng sợ tới mức không tin nổi. Hắn cài người bên cạnh Tư Tây, mục đích để làm gì? Mượn tay thằng mập kia để nuốt cái vũ trường này. Vậy mà tao ngu ngốc, mấy lần tới nhờ nó giúp đỡ. Giờ tính sao đây anh? Mệt thiệt đó, tao cũng không biết nữa nè. Việc của anh, sao kêu tôi làm? Anh nhờ mày. Tôi không làm được. Mày còn chưa thử làm sao biết không làm được? Đã nói tôi không làm được mà. Mày còn coi tao là anh của mày nữa không? Anh thừa biết là tôi không biết đóng kịch mà. Chính vì vậy tao mới nhờ mày. Giúp tao một lần này thôi. Anh còn coi tôi là em của anh nữa hay không? Mày còn hỏi nữa sao? Vậy tại sao anh không cho tôi biết anh đi đâu? Rồi có ngày mày sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tao. Thôi được, tôi nghe anh, tôi sẽ suy nghĩ. Được, bây giờ tôi đi liền. Suy nghĩ xong mày qua chỗ của Thiên Bá, kêu quá trang cái mặt giống y hệt như tao hiện tại. Tôi biết rồi. Nên nhớ, mày không nói được giọng Bắc, tốt nhất đừng nên mở miệng. Cô ấy sẽ lo đối phó với Tư Tây. Anh để bà cổ ở riêng với một thằng dây sò mà. Biết làm sao được. Bây giờ tao phải đi liền. Nếu lo cho sự an toàn của cổ, mình nên quyết định nhanh đi. Mày cầm lấy cái này để liên lạc với cổ. Anh là đồ khốn. Nhìn cô giống như người quen của tôi đó. Ông... cô làm gì dữ vậy hả? Ê nè, cô đừng có hiểu lầm nha. Đừng hiểu lầm. Nè, trời ơi. Nè, đồ độc ác, không giết người không cam tâm hả? Đỡ bằng cho tôi hả? Mở cửa ra. Mở cửa ra chưa? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tôi nói mở cửa ra chưa? Mở ra. Mở cửa ra. Mở ra. Rồi dây xong. Rồi biến thái. Mở cửa ra. Mở ra. Rồi dài dây. Mở cửa ra chưa? Mở ra. Mở nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Tôi chỉ tình cờ chỗ đó tìm cái giết thôi nha. Kiếm cái giết hả? Cái lý do như vậy mà ông cũng nói được hả? Tôi vậy đó rồi làm sao? Có giỏi thì ngon vô đây, mau lên. Ra đi. Được rồi. Ông ngon lắm. Ông chờ đó. Đồ chơi dài dây. Chết thiệt, đụng vô chặn lửa rồi. Nhưng mà càng lúc càng không thể nhịn nổi rồi. Tôi đã nói là tôi rất bận rồi mà. Anh giúp tôi trước đi. Muốn tôi ký vô đầu không hả? Đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu nha. Tôi đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện bao đồng rồi. Tôi còn phải tập trung làm việc nữa.
tôi đi toilet. Chờ đi. Mà ra sau hai vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim hương cầm hoa vàng. Em đã nấu mấy món anh thích rồi đó. Xong việc thì về liền nghe cưng. Yêu cưng. Này mùa đông ơi xin hãy. Thank you.
Quay qua đây. Bận rồi hả? Mắc mớ gì tới ông? Lỡ như hắn không về thì sao? Thì tôi sẽ giết ông trước đó. Nè. Mắc mớ gì tới tôi mà cô đòi giết tôi chứ? Cái tội trêu ẻo người khác chứ cái gì? Nè, không hiểu hắn có cái gì mà khiến cô phải mê muội như vậy. Có thứ mà ông không bao giờ có. Lạ thứ gì vậy? Nói tôi nghe coi. Nghe xong mắt không ông xỉu á. Rồi lấy ai ăn những món mà tôi nấu? Ồ. Xong đi ra đi. Dính gì? Ồ. Gì đâu. Xong rồi đó. Hả?
Nè, hình như tôi thấy anh quen quen. Võ Đường Vũ Thiên, Long Sông Cước. Tôi vẫn muốn tìm cơ hội thử sức với cú Sông Cước liên hoàn của anh. Tôi phải bỏ ngón đó rồi. Chuyện dài lắm. Nói tóm lại, vì ngón đó mà cuộc đời tôi sa vào ngõ cụt. Tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng lại. Theo tôi, võ thuật không phải là nguồn gốc của bất hạnh. Tôi cũng nghĩ vậy. Võ thuật chỉ là một công cụ, quan trọng là người dùng nó vào việc đúng hay sai mà thôi. Bây giờ anh làm gì? Giám đốc công ty đầu tư dịch vụ sống tình. Tôi có người nhà ở nước ngoài, tìm kênh đầu tư ở Việt Nam. Tôi biết công ty này. Tiền thân là công ty cổ phần đầu tư New Life, sau đó tách ra độc lập. Không ngờ anh cũng quan tâm tới chuyện kinh doanh. Một chút thôi. Sống tình là một cái tên không thể bỏ qua, chứng tỏ là anh cũng bỏ nhiều công sức vô đó. Làm ăn đương nhiên đủ thứ cực, nhưng nó mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Cũng nhờ vào nó mà tôi có được cô ấy. Cô ấy? Vợ tôi. À, bữa nào mời anh về nhà tôi dùng cơm. Vợ tôi nấu ăn á thì khỏi phải chê. Tôi sẽ tới. Ăn được chưa bà xã? Dạ, sắp xong rồi anh. Anh lên lầu thay đồ nha. Anh đi nha bà xã. Anh Long, anh còn chưa ăn nữa mà. Anh có gì gấp phải đi. Dạ. Bữa tới anh có mời người bạn về nhà, em ráng trổ tài nha. Dạ, chỉ cần anh nói trước em chuẩn bị là được. Mà sao em không hỏi là anh mời ai? Em nghĩ là đối tác làm ăn. Bạn cũ, vô tình gặp. Dạ.
Người này từng rất muốn làm đối thủ của anh, nhưng chưa có cơ hội. Nên anh coi anh ta là hai trong một, vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đối thủ trong lĩnh vực gì anh? Võ thuật. Và một vài chuyện khác nữa. Nhưng nói chung quy lại, vẫn là một người anh em tốt. Thôi, anh đi đây. Dạ. Em vẫn hay ngồi này uống trà đọc sách à? Không phải em, mà là ảnh. Chồng của em hả? Ừ. Hiện tại em đang làm gì? Hiện tại em đang viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện cho một công ty truyền thông. Hôm nay em không đi làm sao? Em làm bán thời gian mà anh. Anh giám đốc là bạn của chồng em, khi nào cần thì họ mới kêu em lên công ty. Thường thì yêu cầu công việc chuyển qua email. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Thật ra thì anh còn nhớ em ít tiếp xúc với đám đông. Lúc trước em còn làm thư ký cho đoàn phim, em cũng hạn chế gặp mọi người và sâu khép mình, đúng không? Tánh em ưa khép kín nội tâm, từ nhỏ đã là vậy rồi mà. Cho nên em mới chọn công việc viết lách. Hiện giờ sự nghiệp viết lách của em tới đâu rồi? Anh cũng biết rồi đó. Tính em tham lam, từ thơ, truyện, kịch bản, phim, cái gì em cũng làm, nhưng cái gì cũng dang dở. Nhưng mà miễn sao em thấy vui là được rồi. Nhờ đó mà em hiểu được chính mình. Hiểu? Là sao? Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời này. Ăn trưa giờ này liệu có sớm quá không? Bàn công chuyện trước, ăn uống sau. Tao tính thả con nhỏ, nhưng tôi không quan tâm. Ông muốn làm gì thì làm, tốt nhất cho nó vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời này. Mày làm cho tao kinh ngạc quá. Không biết con vợ của mày nó nghe chuyện này, nó cảm thấy như thế nào. Tôi đã nói là tôi không quan tâm. Hơn nữa, cổ không có tin ông.
Mày được lắm, bóng ma. Tao quên, tao lỡ lời. Vụ bảy lá bài thế nào? Mày cũng quan tâm tới vụ đó nữa hả? Tiền có bao giờ đủ? Nếu rảnh thì lo kinh doanh tốt hơn. Tùy mày. Tới cả mày nữa hả bóng ma? Tụi mày nghĩ đã đủ lông đủ cánh rồi, không cần phải nghe lời tao nữa hả? Nhầm lớn nghe các con. Càng, dạo này thằng Bá ra sao? Dạ, cậu quyết tâm lớn lắm. Coi bộ, một lời con nhỏ đó nói giá trị gấp trăm lần lời nói của tao. Dạ, không phải vậy đâu. Không thì thế nào? Thật ra tổn thương sâu sắc lớn nhất trong lòng cậu chủ là do chúng ta gây nên. Nói lắm. Dạ không phải. Mày giải thích rõ cho tao nghe coi. Ông chủ cho tôi nói hả? Nói đi. Bởi vì chứng bệnh tự kỷ của cậu chủ đã gần như khỏi hẳn mà chúng ta không biết. Mọi người đều cho rằng cậu chủ rất mong manh nên hùa vô Tân Bốc, không ngờ khiến cậu ấy tổn thương nặng nề. Mày muốn nói là nó nhận ra người ta đối xử tốt với nó, chẳng qua nó đang bệnh tật, cho nên nó cảm thấy đau đớn à? Dạ. Thật ra có người giúp cậu chủ hiểu ra điều đó nên cậu ấy có một quyết định đúng đắn, biến nỗi đau thành hành động đó. Có chuyện đó nữa sao? Dạ có. Cậu chủ quyết tâm thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Cậu muốn mọi người biết cậu có năng lực đứng trên tất cả. Tốt, tốt lắm. Dạ. Đứa làm thay đổi suy nghĩ của thằng Bá có phải cô nhỏ My không? Cậu hiểu ra sau khi nói chuyện với anh Bảo. Thằng Bảo à? Dạ. Thằng này không hề đơn giản. Tao muốn coi nó với thằng Long thằng nào khá hơn, cho chúng đối đầu với nhau, thằng nào chết cũng tốt. Cả hai cùng chết thì càng tốt hơn. Cũng đã tới lúc rồi.